Thằng đâu rồi Đạt ơi? Chào bạn buổi sáng nhé. Xả nó không về đâu. Tỏ bao việc. Thành thắng không ai, thằng này không ai. Đang có. Hoàng Sa anh Thiệm đang ở quê à? Sáng sớm bình yên biển Quy Nhơn anh em ơi. Đấy, anh em đang tắm biển đây kìa.
vành ráng tiên xa. Gặp đàn cò bay. Yeah.